Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ chứng minh cho chúng ta một cái giới hạn có ở trong sách giáo khoa. Đó là lim của sin x trên x thì bằng 1 khi mà x tiến đến 0. Ta sẽ phải chứng minh kỹ cái giới hạn này để cho nó hiểu, rồi còn dùng nó để chứng minh đạo hàm của các hàm lượng giác và làm một số bài tập giới hạn liên quan đến cái dạng này. Nếu mà chúng ta không hiểu kỹ thì chúng ta có thể áp dụng máy móc, hoặc nói cách khác là chúng ta công nhận nó. Nhưng mà việc chứng minh cái này nó cũng đơn giản thôi, nên thầy sẽ trình bày cho chúng ta thấy nha. Và lưu ý ở đây là gì? Đơn vị đo nó có lượng giác mà, thì nó liên quan đến góc. Sin x thì x ở đây được coi là một góc, thì đơn vị đo trong bài này, trong cái giới hạn này chính là radian nha. Chúng ta lưu ý về đơn vị đo phải là radian. Nếu trong máy tính của chúng ta đang làm chữ độ, là chữ D ở trên màn hình ấy, thì chúng ta phải bấm shift mode 4, shift mode 3 để chuyển nó sang chữ R, chữ radian. Được chưa? Thế sau đó chúng ta thử bấm cho thầy là lim. Nếu máy tính nào bấm được giới hạn thì bấm luôn chữ lim. Sin x trên x. Đấy. Xong rồi x tiến đến 0 thì trong máy tính nó sẽ viết thế này, đúng không? X tiến đến 0 thì chúng ta bấm xem nó bằng bao nhiêu thì nó sẽ ra là 1. Được chưa nào? Đó. Thế nhưng mà tại sao? Thì bây giờ thầy sẽ chứng minh cho chúng ta xem. Đầu tiên thầy nhắc lại cái đường tròn lượng giác. Đường tròn lượng giác còn nhớ cái này không? Đường tròn lượng giác là học từ hồi lớp 10. Nó là một đường tròn có bán kính bằng 1. Tâm thì chính là góc O của hệ trục. Bán kính bằng 1. Và chiều quay như thế này là chiều quay dương. Chiều quay như thế này là chiều quay âm. Được chưa? Rồi. Bây giờ thầy xét một góc x. Xét một góc x radian. Giả sử như hình vẽ như thế này. Từ đây đến đây là x radian. Được chưa? Điểm gốc vẫn ký hiệu là A như thông thường. Và điểm cuối là điểm ngọn ký hiệu là M. M là biểu diễn cho góc x. Rồi. Thế bây giờ thầy mới hỏi chúng ta là cái diện tích của cái hình quạt AOM là bao nhiêu nha. Diện tích của cái hình quạt AOM bằng bao nhiêu? Thế thì rõ ràng là gì? Nếu như cái góc x mà so với toàn bộ đường tròn nó có tỷ lệ bao nhiêu thì ta sẽ suy ra là diện tích hình quạt có tỷ lệ với hình tròn bấy nhiêu. Ta có hiểu được chỗ này không? Thì ghi nhắc vào đây nhé, là S quạt AOM chia cho S tròn, tức là diện tích hình tròn ấy, thì nó sẽ bằng cái tỷ lệ là góc x chia cho toàn bộ cái góc của hình tròn, đó là 2π. Được không? Ví dụ đây, bây giờ thầy cho một cái quạt là 1/4, thì có phải là S quạt chia cho S tròn là 1/4 không? Và 1/4 này nó có phải tỷ lệ của nó chính là cái góc này này là pi trên 2, đúng không? Chia cho toàn bộ cái này là 2π, thì nó cũng ra là 1/4. Còn nếu ta hiểu theo độ thì ở cái tỷ lệ này nó cũng đúng thôi. Tỷ lệ ở đây là 90 độ mà chia cho toàn bộ đường tròn là 360 độ, thì kết quả nó cũng ra 1/4. Thế nếu mà thầy lại vẽ một cái hình khác, thầy cho một cái góc mà chia thế này đi, phân giác nhé, phân giác cái này đi, thì tỷ lệ là bao nhiêu? Là 1/8, đúng không? 1/8. Thế có đúng là cái góc này là bao nhiêu? Là pi trên 4, đúng không? Là pi trên 4 chia cho 2π, và cái này nó cũng ra số là 1/8. Vậy diện tích của hình quạt AOM, hình quạt tức là tất tần tật cái chỗ này ấy nhá, cả cái hình như bánh pizza này này, cắt từ một cái hình tròn ra gọi là hình quạt. Thế thì
quạt chia cho tròn thì bằng x chia 2 pi. Đây, giấy chép vào bên này. S của hình quạt AOM chia cho S của hình tròn lượng giác thì bằng x chia cho 2 pi. Thế từ đó ta mới suy ra là S của hình quạt sẽ bằng S của hình tròn là diện tích hình tròn nhân chéo lên đây, nhân chéo nhân với x chia 2 pi. Và S của hình tròn thì bằng bao nhiêu nào? S của hình tròn, diện tích hình tròn hồi xưa mình học là gì? Pi r bình, đúng chưa? Rồi nhân với x chia 2 pi. Thầy hiểu không? Rồi tiếp tục bằng pi với pi thì rút gọn đi. R bình thì bằng mấy? R bình là 1, bán kính là 1. Vậy chỗ này nó chỉ là pi nhân 1 bình phương nhân x chia 2 pi. Và rút gọn nó chỉ còn x trên 2. Diện tích của hình quạt là x trên 2. Xong. Bây giờ thầy quan tâm tiếp, đó là diện tích của tam giác AOM. Thầy kẻ cái đường thẳng nhé, để nó thành cái tam giác. Nào, dấu chấm thứ hai. Diện tích của tam giác AOM. Ta nhìn đi. Nào. Thế diện tích tam giác thì ta có nhớ công thức không? Thầy lại xóa đi thì nhắc sang bên này để chúng ta nhớ. Những gì nhắc bên này thì chúng ta có thể không ghi cũng được. Còn nếu ghi thì ta dừng video lại, ta ghi đi. Ghi xong bây giờ thì xóa. Diện tích tam giác thì có những công thức là gì? 1 phần 2 A nhân HA là đáy nhân chiều cao. 1 phần 2 BC sin A tích hai cạnh nhân sin góc chén giữa. P nhân R nửa chu vi nhân bán kính nội tiếp. Rồi là ABC trên 4R. Rồi là căn của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Công thức hết rồi. Thế vào bài này, tam giác AOM thì ta dùng công thức nào? Biết rằng OM là bán kính đường tròn đơn vị là 1, OA bán kính đường tròn đơn vị là 1, hai cạnh thì biết rồi, góc ở giữa thì lại là góc có độ lớn là x. Vậy ta sẽ dùng công thức đây, 1 phần 2 BC sin A, tức là S của AOM tam giác thì bằng 1 phần 2 tích hai cạnh là OA nhân OM nhân sin góc xen giữa là góc AOM. Thay số vào là 1 phần 2 nhân 1 nhân 1 nhân sin x. Và kết quả là sin x trên 2. Được chưa? Nhá. Rồi. Bây giờ ta mới chuyển sang cái bước thứ 3. Đó là so sánh diện tích của hình quạt AOM với diện tích của tam giác AOM. Ta nhìn trên hình vẽ, hình quạt AOM là cái hình miếng bánh pizza, còn tam giác AOM thì nó bé hơn một tí. Và nó hơn kém nhau chỗ nào? Nó hơn kém nhau chỗ này. Đấy. Thế thì vấn đề đặt ra là nếu như cái góc x nó lớn, thì mô tả cho chúng ta góc x nó lớn, đây góc x lớn đây, thì cái sự hơn kém này này là nó nhiều. Giữa tam giác và hình quạt nó hơn nhau một cái mảnh phía ngoài này, phần gạch chéo ấy, nó nhiều. Thế nhưng mà nếu như thầy cho góc x nó nhỏ lại thì cái sự hơn kém nó chỉ có một tí ở đây thôi. Được chưa? Thế nếu mà x nó càng ngày càng nhỏ, đây này, ví dụ trên đường tròn này bây giờ thì cho x nó nhỏ xíu đến chỗ này thôi, thì có phải là m để viết vào đây không? Sau đó thì kẻ thành tam giác ở đây đúng không? Thì nó chỉ hơn nhau một tí ở đây thôi. Vậy là gì? Khi mà x càng nhỏ thì càng hơn kém nhau ít, càng hơn kém nhau rất ít. Tức là gì? Tức là suy ra S quạt nó sẽ xấp xỉ với S của tam giác AOM. Nó hơn kém nhau rất tí. Thế nó hơn kém nhau ít thì hai cái nó xấp xỉ nhau. Được chưa? Thế xấp xỉ nhau thì sao? Thì ta mới suy ra là S
của tam giác AOM chia cho S quạt xấp xỉ 1. Hai cái S này xấp xỉ nhau thì khi chia cho nhau nó xấp xỉ 1. Mà xấp xỉ 1 thì ta được phép là viết ra là giới hạn của S AOM tam giác chia cho S quạt khi x tiến đến 0 là bằng 1. Một cái tỷ số mà xấp xỉ 1 thì giới hạn của nó sẽ được coi là bằng 1. Giới hạn thì phải dùng dấu bằng. Các bạn nhớ không? Được. Bây giờ chỉ là bước thay số vào. Giới hạn đâu, diện tích tam giác đâu? Tam giác đây, chép cái này vào. Sin x trên 2 chia cho S quạt đâu? S quạt đây. Đây. X chia 2 khi x tiến đến 0 thì bằng 1. Và rồi từ đó thì chúng ta mới rút gọn cái số 2 đi, nó chỉ còn là sin x trên x khi x tiến đến 0 bằng 1. Được chưa? Đó chính là cái điều mà chúng ta cần chứng minh, vấn đề mà chúng ta đặt ra ngay từ đầu bài. Và tất nhiên ta có thể lộn ngược lại. Bây giờ mình cho S quạt chia S tam giác thì nó cũng tương đương với cái điều là lim của x trên sin x khi x tiến đến 0 bằng 1. Được chưa nào? Sau cái viết này, khi mà chúng ta nghe thấy chứng minh chúng ta hiểu rồi thì sau này làm bài tập chỉ việc sử dụng thôi nhá. Khi làm bài tập chỉ việc sử dụng thôi. Sử dụng thôi. Sao? Nhá. Có gì thắc mắc thì chúng ta nhắn tin cho thầy.